Bữa nay vừa không có nước lại vừa mất điện nữa. Không biết là ở trên thành phố họ ấy làm gì mà suốt ngày cắt nước. Ngay trời nắng to bà cô chú ạ. Xe để ở bên dưới ngày qua ngày hỏng hết. Phơi nắng suốt ạ. San xin chào ông bà cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh Phạm San Family Cuộc Sống Trung Quốc. Thì mấy bữa trước San có ở dưới quê làm chả mời cả nhà cùng thưởng thức rồi. Còn mỗi Thái Lực là chưa được ăn nữa ông bà cô chú. Nên là hôm nay San sẽ làm cho một mình đầu bếp ăn. Bữa nay cũng mất điện và không có nước nữa. San sẽ làm một món thôi nha cả nhà. Xem là Thái Lực có ăn được cái món chả này không ạ? San để trong tủ lạnh từ hôm qua lâu rồi á, nay lấy ra mình làm nốt. Lọc miếng bì ra, không ăn bì cho nó dai lắm. Thịt thái nhỏ ra cho một cái máy xay, xay một lát là nát. Ôi quên mất mà không có điện thì cứ đi quay nữa. Chán quá. Đã không có điện thì còn đi quay nữa chứ. Lại cứ băm tay rồi bà cô chú ạ. Nhà San thì thích ăn gừng, thế nên là mình sẽ cho một ít gừng vào nữa. Cho hành lá, rau thơm. Thêm hai quả trứng vào nha, ông bà cô chú. Rồi đó, bây giờ họ ấy cho mình được tí nước nè. Còn nước là phải lấy luôn, không lát nữa lại mất. Được có tí à, mà mất điện. Giờ San phải dùng cái nồi áp suất này mình thổi cơm á, ăn vào cô chú. Thank you.
chín rồi ạ. Vừa phải thời gian luôn ông bà cô chú ạ. Bên dưới có một chút cháy. Ngon lắm ạ. Bây giờ San sẽ đi làm nước chấm ạ. Bỏ một ít ớt, ít tỏi vào mình giã. Còn nước mắm thì San sẽ đun nóng lên. Đã xong bát nước chấm rồi ạ. Bây giờ San sẽ bắt đầu gói chả với nem nhé. Tấm này bị làm sao? Họ làm sao nó lại thủng lỗ? Nhiều quá. Như đây cũng phải làm được 20 cái không nào cô chú ạ. San quận chỗ này là đôi 4 6 8 9 9 cái dáng buổi trưa thì mình như đây để lại bữa tối mình ăn rồi mình quận sau. Dầu sôi rồi mình bỏ chả rán. Rán lửa nhỏ cho nó giòn. Đây là bữa trưa San chuẩn bị xong rồi mà cô chú ạ. Có chưa? Chưa. Ủa chưa hỏi là chồng San uống đấy đấy. Hai anh làm ca chiều nên là ngủ hơi dậy hơi muộn. Chính hiện cái này chưa được ạ. Tôi là mà. Chứ cơ sủ của mình là biên là nó cứ cho nem, nem chả, chả nem. Xong mời ông bà, cô chú, anh chị và các bạn cùng ăn cơm với gia đình của San nha. Cô mời ông bà, cô chú ăn cơm, mà ừ. Ủa, cho anh chưa? Chưa cơ. Đi cơ sư đây rồi. Chan theo theo nữa. Cảm ơn. Hảo sơn. Hảo sơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
thái lực mấy hôm nay làm ca chiều từ 3 rưỡi đến 12 giờ đêm. Nay thì mất điện ở bên ngoài họ đang sửa chữa, anh ngủ không được ngon giấc á, nên là cứ ngủ ngắt quãng nè, đến trưa thì mới dậy. Mà người nó cứ lờ đờ mệt như không có sức sống không bà cô chú ạ. Món này á, ở trong miền Nam chắc cả nhà gọi là nem, còn ở quê San quê tỉnh Thái Bình gọi là chả.你起来没醒吗？这个。盖床睡好，睡就行了，睡就行，这样。 Cái này chấm với lại nước mắm ngon đó. Đó. Chưa cơ. Cua ba chan chưa cơ. Thì họ chưa. Mấy chính tiền. Mất điện rồi chưa có. Này đi. Hãy bên này đi. Hơi cay. Này sao bỏ nhiều ớt quá. Chủ phân thay thua lại cho hổ lại. Nó hổ. Mình cứ lạ rồi nè. Mm-hmm.
Tôi cho tôi bạc. Từ bữa trước đến giờ thì San cũng làm rất là nhiều món Việt Nam cho chồng San ăn thử rồi. Có hỏi chồng là anh thấy món Trung Quốc với món Việt Nam có khác nhau chỗ nào không? Thì chồng San có trả lời là không có khác nhau ở chỗ nào cả. Mà rõ ràng là bên Việt Nam mình nấu thì sẽ không nhiều dầu mỡ như bên Trung Quốc. Hay là chồng San tính dễ ăn á, nên là ăn cái gì cũng cảm thấy giống nhau. Hai vợ chồng San 7 trái ăn hết luôn ạ. Chưa chưa. Ok chưa. Chưa. Rán bằng nào ăn hết bằng đấy để nó không bị mềm nữa mà cô chú. Thì mình bao hẳn tôi tông xìa mố cu, sang cu, củ lô bồ, râu, nó cơ phẩn, sang chai, trông, xì đan. Phong, nên thì phong, phong thêm thiếu đeo. Thiếu leo cho phong điểm cho cơ, cho cơ, cho cơ gói dưới lua, với chi chi nga yến, nè cơ củ châu phẩn, phong điểm cho xính là 主要吃我们蘸这个好吃吗？蘸这个是蘸这是什么调料的？你是那个鱼露吗？你吃没有感觉出来吗？鱼露和那个辣椒、蒜头。没 电， 还没关上呢，你让外吹呢？你上去干嘛呢？ Ở đây là chợ chiều ạ. Má đẻ à? Sao mẹ có gì? Gì? Ở dưới là chợ. Mà, ở trên đây cũng không có gì đâu, có gì đâu. Là cái nhà nghỉ khách sạn. Nào bước lại. Ngoài chợ này cũng có điện hết. Chỗ nhà xa nó thường xuyên mất điện không bà cô chú ạ? Mà mất ra mất cả ngày luôn, nó mất đến đêm 11, 12 giờ mới có điện. Họ đang nướng mực ạ. Cái hồ này nước đục quá. Nước ở bên dưới đục lắm con ạ. Cô bố chưa. Điều bố hơi yếu yếu. Quang Trạch thì hay bị ốm, ho ông bà cô chú ạ. Thế nên là hôm nay San dẫn con ra ngoài chợ mua ít cam về vắt nước uống cho tăng sức đề kháng ạ. Thiến á? Ờ, thiến. Ta là thiến, ổ biết ạ. Ta là thiến, nhưng là thiến. Xuế phân mãn chú đã. Hổ ta ạ. Hôm nay đây là thiến, gọi của thiến. Nhưng mà yêu kể bên thẳng. Nếu là
这不是我回去搞那个搞出来水的，可以榨汁，对榨汁，这个水分特别足。搞四个吧，下面里是的。14块钱，好，两斤多。那我来吃。两个叉子够吗？走啦。这芒果怎么卖呀？甩完就不给呀。太贵了。这他没有。七个小西瓜，外卖欧巴公主阿呆，干，干是去橙子的意思。嗯。都喝水好不好？倒水给你喝好吗？好，多大？好吃，水给你喝好吗？呀，还没加温过火的。哼。怎么是一个零食？怎么搞你这？好不好吃？改呀。暖和。Chỉ ăn hết một quả cam. Con chạch. Mấy rồi bà? Hết chưa? Ừ. Hết rồi. Hãy cho lấy cơ mà. Hãy cho lấy cơ. Ăn hết một quả đấy, con còn bảo là cho con thêm quả nữa, mình thêm cho sữa bà hảo. Sữa thay tua bà hảo, ăn nhiều không có tốt ạ. Mày thêm ít cơ hả? Thay chưa? Để con là bà hảo lồng ra tay bà. Chứ là sẵn bà lồng à? Chứ là lồng dọa lồng. Khổng lồng. Thế thì cái sĩ gô bây lồng. Thế bà thì cái yếu sữa quyển sách gì mà toàn khủng long không ạ? Bài tập về nhà là bài gì đây? Đây là mấy đây? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 对, 8, 9, 10. 哪里啊? 这, 几, 1, 2, 1, 2, 2, 就是, 1, 2, 1, 2, 这是两个吧? 1, 这是两个鞋, 对, 对, 两个, 2, 2, 2瓜, 我没有画这里来吧? 2瓜, 2瓜, 就是2hai quả hai chữ ơ ơ liền liền cửa chữ ơ ơ chữ số hai quả chữ từ đầu vào xa từ đây 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 từ đây. Video của San đến đây cũng là kết thúc rồi. San cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã luôn yêu thương và ủng hộ cho gia đình của San ạ. San cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video lần tiếp theo nha. Chị cơ đây. Chị tại đây. Chị cơ. Chị cơ rất nhiều đó. 1, 2.
四五六七。七是哪个？七七这里。对对，如果如果北管。是这七千年都歌姬城。那软的。你看。大喵，我马哥就我马哥就五万。